Chủ đề của buổi tối ngày hôm nay là gì ạ? Chúng ta ngồi nãy giờ là chủ đề đã chiếu trên phong màn đó ạ. Bây giờ thì tạm thời tắt đi. Dạ. Dạ không, chủ đề hồi nãy có chiếu ở trên màn hình tivi đó. Dạ. Dạ. Em thì em nhìn thấy chị nè, chị Sơn. Dạ, em chào chị, xin mời chị. Dạ, tôi xin chào tất cả các anh các chị hiện diện ở đây. Tôi là tên là Sơn và tôi là được chị Mỹ Hạnh này, chị Julie. Chị Julie giới thiệu đến đây. Thì cái câu trả lời của tôi hôm nay là cái chủ đề là biết gì về lễ Giáng sinh. Dạ, nhờ ban tổ chức gửi cho chị một phần quà. Dạ, còn 3 phần quà nữa ạ. Còn 3 phần nữa. Lần này thì không để cho anh chị căng thẳng nữa. Tôi sẽ đọc câu hỏi. Dạ. Dạ, câu hỏi thứ 2 liên quan tới chủ đề Giáng sinh thì dễ mà, chắc là ai cũng biết. Thứ 2 là ngày chính của lễ Giáng sinh là ngày mấy? Anh chị nào giơ tay trước thì... Dạ, hồi nãy là chị này cũng đã xung phong trước. Dạ, chị giới thiệu. Dạ, em chào các anh chị, em là Cúc. Em tới đây lần đầu và cũng là nhờ chị Anh giới thiệu. Dạ, em nó trả lời câu hỏi đó là ngày lễ Giáng sinh chính đó là ngày 24 tháng 12 ạ. Dạ. Đúng không các anh chị? Dạ, thật ra là trên thế giới ngày chính là ngày 25. Nhưng mà hầu như ở Việt Nam mình á, thì đêm 24 là đêm người ta sẽ vui mừng đón chào ngày lễ. Thành ra nếu là ngày 24 hoặc ngày 25 đều đúng. Dạ. Dạ. À, ban tổ chức gửi cho chị một phần quà. Trâm Anh, gửi phần quà đây chưa? Dạ, chúng ta bắt đầu câu hỏi thứ 3. Các anh chị sẵn sàng nha. Ai nhanh tay trước thì sẽ nhận một phần quà. Một túi quà Giáng sinh dễ thương. Dạ, câu hỏi thứ 3. Lễ Giáng sinh có tên gọi khác là gì? Dễ không ạ? À? Quá dễ ạ. Người ta gọi lễ Giáng sinh là lễ gì nữa ạ? À? Dạ. Bên này rồi, bây giờ bên đây nha. Rồi lát sẽ... Dạ. Dạ. Chị. Dạ. Em cũng không biết mời ai. Dạ, rồi em mời chị. Em mời chị. Dạ, em xin chào mọi người. Em tên là Bích Nga. Em đến đây lần đầu tiên em về... Thúy giới thiệu cho em. Dạ, ngày lễ Giáng sinh thì thường ở đây mình hay gọi là ngày Noel. Còn có một phần quà cuối cùng. Câu hỏi này là phần quà cuối cùng nên sẽ hơi khó một tí. Nhưng mà tôi tin rằng các anh chị đều biết. Dạ. Câu hỏi cuối cùng, phần quà cuối cùng là câu hỏi Chúa Giêsu được sinh ra ở đâu? Dạ, ai giơ tay nhanh lên. Dạ. Chị, hồi nãy là có hứa dành cho phía bên đây. Dạ, xin chị giới thiệu tên. Dạ, em tên là Phượng. Chị đang giới thiệu em đến đây lần đầu ạ. Dạ. Dạ, Chúa Giêsu thì được sinh ra ở Bethlehem ạ. Dạ. Dạ. Vậy đúng không ạ? Bethlehem thôi ạ. Nước nào chị ạ? Dạ, cảm ơn chị. À, rồi, đây là phần quà cuối cùng dành cho chị. Nhưng mà anh chị khách mời yên tâm.
lát nữa chúng ta đều có quà. Cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình, chúng ta giao lưu với nhau vài phút ngắn ngủi nhưng mà thật là vui. Bây giờ thì để bắt đầu vào chương trình chính, chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Xin Ngài ban phước cho chương trình của chúng ta hôm nay. Xin các anh chị cùng đứng lên. Dạ, xin trân trọng kính mời mục sư dâng lời cầu nguyện. Xin chúng ta hiệp chung, tôi xin cầu nguyện dâng cho Chúa thì giờ này. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa vì tình yêu lớn lao của Chúa đối với cả thế giới loài người, trong đó có chúng con. Khi loài người phạm tội, Ngài ban cho chúng con sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã giáng sinh cách đây 2023 năm rồi. Chúa đã lớn lên, thi hành chức vụ, cuối cùng chịu chết đền tội cho chúng con trên thập tự giá. Chúng con được cứu khi tin nhận Ngài. Chúng con được hưởng phước hạnh, sự bình an, vui thỏa ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì có những điều tốt lành Chúa đã làm cho chúng con. Buổi tối hôm nay, trong thời giờ kỷ niệm Chúa Giáng sinh, chúng con có thời giờ ca nhạc thánh và chia sẻ niềm tin cho anh chị em chúng con để có thể nói về tình yêu thương mà chính Đức Chúa Trời đấng đã dựng nên chúng con, dành cho chúng con. Trong đó có tất cả các anh chị em thân hữu đang có mặt ở đây. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cung kính dâng thì giờ trọng thể này trong tay của Chúa. Xin Ngài ban phước cho chúng con hết thảy những tiết mục trong chương trình tối hôm nay được phước hạnh của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho cô Kim Hương được ơn để hướng dẫn chúng con trong thì giờ ca nhạc thánh. Xin Chúa ban ơn cho tất cả anh em chúng con là những người góp phần vào chương trình ca ngợi Chúa, cũng như các anh em trong ban nhạc, chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn đặc biệt cho Thầy Trường Đạo Nguyễn Vĩnh Phước được ơn của Chúa để rao ra lời của Ngài, hầu cho lời của Chúa nói về tình yêu của Ngài cũng đạt đến tấm lòng của anh chị em chúng con. Anh em con nhận biết Chúa, đến với Ngài để được cứu, được hưởng phước hạnh, hưởng sự bình an mà chính Chúa dành cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa mở lòng anh chị em chúng con, ban niềm vui, ban phước hạnh cho em chúng con đang có mặt tại đây. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con kính dâng thì giờ quý báu này ở trong tay của Chúa. Nguyện Ngài ban ơn cho chúng con hết thảy. Chúng con tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời các anh chị em cùng an tọa.
tới ta. Bóng tôi đã lùi đi, nhường lại ánh sáng cho vua Giê-xu. Khóc thế giới mừng vui, ngày lau nước mắt những ai sầu đau. Hòa thành ca sướng chúc cao an bình, vì Giê-xu đến cứu anh và tôi. Hòa thành ca sướng chúc cao an bình, vì Giê-xu đến cứu tôi với ba. Chào đón lớn nhất trên thế giới và không còn xa lạ với bất kỳ ai trong thời đại ngày nay. Khi những cơn gió se lạnh ùa về, cũng là lúc các con đường, ngõ phố ấm dần lên bởi ánh sáng và làn nhiệt tỏa ra từ những ánh đèn trang trí mỗi khi đêm về. Đối với nhiều người, lễ Giáng sinh là truyền thống để hẹn hò, quây quần cùng nhau bên những bữa tiệc ấm áp với gia đình, bạn bè. Là dịp để bày tỏ lòng yêu mến, sự biết ơn bằng món quà cùng những lời chúc tốt đẹp. Là thời gian vui vẻ, cùng nhau dạo chơi và ghi lại những tấm hình kỷ niệm. Có lẽ bạn đã từng trải qua những mùa Noel như thế, hân hoan, phấn khởi và thật ấm áp. Thế nhưng ở một góc phố nọ, vài đứa trẻ đi chân trần, đôi mắt ương ướt nhìn vào cửa hàng bán quà cho trẻ em, nhưng rồi chúng lại lặng lẽ bước đi. Phía bên kia đường, người phụ nữ đang miệt mài gói từng nắm xôi bán cho người qua lại. Số tiền kiếm được chỉ đủ lo bữa ăn qua ngày. Cô rất mong muốn mua cho các con những món quà Noel, nhưng thật phải đắn đo. Chàng thanh niên vội vã lái xe về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Giữa thành phố đông đúc ấy, anh vẫn cảm thấy lẻ loi, đơn độc. Dòng người vẫn tấp nập, tiếng nhạc Giáng sinh vẫn ngân vang trên nẻo đường. Nhưng giữa không khí vui tươi rộn ràng ấy, vẫn còn đâu đó những tấm lòng trống trải, lo lắng và không tìm thấy niềm vui. Nhưng bạn biết không, dù ký ức của bạn về mùa lễ Giáng sinh như thế nào, dù cách chúng ta đáp ứng và chào đón lễ Giáng sinh ra sao, thì ý nghĩa thật sự của lễ Giáng sinh vẫn không thay đổi. Ý nghĩa của lễ Giáng sinh là gì? Không phải cây thông hay ông già Noel, không phải lời chúc, món quà hay bữa tiệc. Nhiều người sẽ mạnh dạn trả lời rằng Giáng sinh là kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-xu. Thế nhưng, quan trọng hơn cả ngày sinh, lễ Giáng sinh là thời điểm để nhắc chúng ta nhớ về tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho con người. Hàng ngàn năm trước, khi nhìn thấy nhân loại đang sống trong nỗi buồn chán, vô định, mãi gồng gánh, xoay sở trong tội lỗi của chính mình, ngăn cách với đấng tạo hóa, thì Ngài đã có một kế hoạch để giải cứu con người, là tạo vật yêu thương của Ngài. Kế hoạch đó chính là ban Chúa Giê-xu cho nhân loại để đem đến sự tha thứ, bình an và hy vọng. Vì có một con trẻ ban cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu lược, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Và lời hứa đó đã được thực hiện cách đây hơn 2.000 năm. Trong đêm Chúa Giê-xu vào đời, thiên sứ hiện ra loan báo cho các anh chăn chiên rằng: ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Đó là một sự kiện được ghi nhận làm cột mốc chia đôi dòng lịch sử của nhân loại, là sự khởi đầu cho chương trình vì tình yêu của Thiên Chúa đối với con người.
trai đến mang hình hài một em bé trong chùa chiền thấp hèn. Ngài lớn lên sống giữa vòng con người. Ngài cảm thông những nỗi khổ, hiểu những cảm xúc, từng trải những vấn đề mà con người chúng ta đang đối diện. Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta món quà của sự cứu rỗi, một sự hy sinh gánh thay tội lỗi cho toàn nhân loại và ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài. Trời đó Chúa giáng sinh,
hỡi người nghe rơi mau về để chung mến. Trong mùa lễ Giáng sinh, những hình ảnh mà quen thuộc chúng ta thường thấy ở ngoài đường phố, những cây thông rực rỡ ánh đèn, và có một hình ảnh quen thuộc nhất là chuồng chiên, máng cỏ và hài đồng Giêsu. Chúng ta đang bước vào mùa lễ Giáng sinh, lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Thế nhưng quý vị có khi nào tự hỏi rằng vì sao Chúa Giêsu lại giáng sinh trong một nơi nghèo hèn như vậy, ở trong chuồng chiên, máng cỏ? Vì sao một Thiên Chúa quyền năng lại không sinh ra trong nơi danh vọng cao sang? Và Ngài giáng sinh để làm gì? Xin mời quý vị cùng lắng nghe câu trả lời này trong một biệt thánh ca Người Đã Đến. Xin kính mời. Giêsu hạ sinh, người sinh ra trong nơi cô quan thô sơ nghèo nàn. Màn sương khuya buốt lạnh cô liêu, người hạ sinh vui mừng kiếp sống đau thương triền miên. Người không mang cao gian mang nhung đốm đến nơi dương trần, người không mang đau thương mang gươm giáo đến cho nhân loại, người đem theo yêu thương cho thế giới đang chết trong hư vọng, người đã đến với thế gian lòng sinh vui mang cách sống đơn sơ nghèo nàn, người không mang danh vọng cao xa, người vui mang cho bao nhân thế một niềm tình yêu, người đem thank you.
rồi từ đó em đêm trôi qua, ngày sinh ra đi đưa trên đau thương nhung nhớ như đêm trăng nhân loại tình yêu mà nhân gian đôi sao mang đến cho người niềm đau. Chuyện kể như vậy. Có một gia đình kia tổ chức sinh nhật cho con trai 2 tuổi của mình, và họ mời rất là nhiều bạn bè người thân đến tham dự. Buổi tiệc thật là linh đình và thật là vui vẻ. Thì đang trong cuộc vui thì có một người khách hỏi chủ nhà rằng: anh chị ơi, hôm nay có phải là sinh nhật bé An không? Nhưng mà nãy giờ tôi không thấy bé An đâu cả. Chị chủ nhà trả lời: dạ đúng rồi, tôi đã gửi cháu bên nhà của ngoại để cháu không làm quấy rầy cuộc vui của chúng ta. Và cứ thế người ta cứ vui vẻ khi không có chủ nhân chính trong ngày sinh nhật của họ. Câu chuyện có quen không ạ? Thật ra thực tế có nhiều sinh nhật tổ chức ra như vậy. Người ta vẫn cứ vui vẻ khi không có người chính, nhân vật chính trong buổi sinh nhật của họ. Quý vị thân mến, chúng ta đang bước vào một mùa Giáng sinh. Lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh cũng được xem như là sinh nhật của Chúa. Nhưng nếu trong lòng của chúng ta không có Chúa Giêsu, thì phải chăng chúng ta cũng đã quá thờ ơ với sự Giáng sinh của Ngài? Phải không ạ? Hy vọng rằng mùa Giáng sinh năm nay thật là một mùa Giáng sinh có ý nghĩa với hết thảy quý vị khi có Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời của mình. Ngài là niềm mơ ước của nhân loại,
Chúa Giêsu, Ngài là niềm mơ ước của nhân loại, Ngài đem yêu thương sự sống, tình yêu hy sinh bạn sống, Ngài ban cho bạn, cho tôi, cho hết thảy muôn người. Không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh, không có Chúa Giêsu mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi, hãy đến cùng Ngài, nhân thế ơi, hãy tiếp nhận Ngài để sống trong vương quốc yêu thương, vương quốc hòa bình. Một Noel vui tươi hạnh phúc, trẻ thơ nó đùa cười nói, một thế giới không có chiến tranh, không còn nghèo đói. Bạn hãy mau đến cùng Chúa Giêsu, Ngài là tình yêu nhân thế mong chờ, tình yêu thương Giáng sinh. Không có Chúa Giêsu, mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi, hãy đến cùng Ngài, nhân thế ơi, hãy tiếp nhận Ngài để sống trong vương quốc yêu thương, vương quốc hòa bình. Không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh. Chúa Giêsu, mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi, hãy đến cùng Ngài, nhân thế ơi, hãy tiếp nhận Ngài để sống trong vương quốc yêu thương, vương quốc hòa bình. Bạn ơi, hãy đến cùng Ngài, nhân thế ơi, hãy tiếp nhận Ngài để sống trong vương quốc. Hôm nay là biết về lễ Giáng sinh. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta cũng đã biết những điều liên quan đến lễ Giáng sinh qua những câu hỏi, qua video clip và qua những bài thánh ca. Thật ra còn nhiều điều về sự mầu nhiệm của Chúa Giáng sinh mà diễn giả của chúng tôi ngay sau đây sẽ chia sẻ cùng với quý vị. Xin trân trọng kính mời Thầy Nguyễn Bình Phước. Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh. Đặc biệt tôi có lời chào đến quý vị thân hữu là những người đã nhận lời mời của tín hữu hội thánh chúng tôi đến tham dự chương trình với chúng tôi buổi tối hôm nay.
Nguyện xin Chúa ban ơn để rồi mỗi một người chúng ta kinh nghiệm được sự tươi mới, ngọt ngào về lễ Giáng sinh qua chương trình buổi tối hôm nay. Thưa tất cả quý vị, chắc hẳn rằng ai trong chúng ta cũng biết về lễ Giáng sinh ở trong một phương diện nào đó. Ít ra qua các tiết mục của chương trình buổi tối hôm nay, chúng ta biết về lễ Giáng sinh chẳng hạn được tổ chức vào tối 24 hay là ngày 25, rồi có cây thông Noel, rồi có các chương trình thánh nhạc khắp nơi, có ông già Noel vân vân. Thưa quý vị, cuộc đời chúng ta không thể biết hết mọi sự được, nhưng có ba điều người ta nói rằng nó rất là nguy hiểm, rất là quan trọng liên quan đến cái sự hiểu biết. Thứ nhất, nếu biết cái điều không nên biết thì nó cũng nguy hiểm, và không biết cái điều cần phải biết nó cũng nguy hiểm, và biết không có đủ về những điều mà mình phải biết thì nó cũng nguy hiểm. Chúng ta không thể biết hết mọi sự, nhưng có những sự việc chúng ta cần phải biết bởi vì nó liên quan đến sự sống còn của cuộc đời chúng ta. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu với nhau liên quan đến lễ Giáng sinh. Chúng ta đã biết những điều liên quan đến lễ Giáng sinh rồi. Bây giờ chúng ta nương trên lời của Chúa để biết một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn. Có ba điều liên quan đến lễ Giáng sinh mà tôi muốn cùng tất cả quý vị buổi tối hôm nay tìm biết với nhau. Điều thứ nhất, đó là cái lý do để có lễ Giáng sinh. Cái điều đầu tiên chúng ta cần phải biết đó là lý do mà có cái lễ Giáng sinh mà chúng ta đang tham dự vào mỗi năm. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Cách đây 2023 năm, thiên sứ đã đến và báo tin cho các gã chăn chiên rằng đêm hôm ấy có một đấng cứu thế đã ra đời. Ngài là Giê-xu. Chúa Giê-xu Giáng sinh là người. Và chúng ta hiểu một cách dễ đơn giản thế này: lễ Giáng sinh tức là sinh nhật, tức là kỷ niệm cái sự ra đời của Chúa. Nhưng quý ông bạn chị em có thắc mắc thế này không? Nếu kỷ niệm sự ra đời của một người thì chúng ta dùng cái từ gì ạ? Sinh nhật, đúng không ạ? Ai trong chúng ta cũng hay dùng cái từ sinh nhật, dù là dân thường hay đến một người có một địa vị xã hội, dù giàu hay nghèo, chúng ta đều dùng chung một cái từ để chỉ về cái sự kỷ niệm ngày mình ra đời, đó là sinh nhật. Ai trong chúng ta đang dùng cái chữ Giáng sinh không ạ? Nó hôm nay là chương trình Giáng sinh của tôi. Tại sao chúng ta không dùng cái từ này? Bởi vì chỉ có Chúa Giê-xu thì từ này mới được dùng, do cái cách Chúa Giê-xu ra đời và gốc tích của Ngài. Gốc tích của Ngài là Ngài từ trên trời nên Ngài mới giáng xuống. Có ai ở trong chúng ta ở trên kia xuống không? Chúng ta không thể dùng cái chữ giáng xuống được. Bởi vì cái gốc tích của Ngài là từ ở trên trời nên mới dùng chữ giáng xuống. Sinh có nghĩa là được sinh ra, nhưng cái sự sinh ra của Chúa cũng đặc biệt hơn chúng ta. Chúng ta được sinh ra theo một công lệ thiên nhiên, sự kết hợp giữa người nam và người nữ. Nhưng Chúa Giê-xu được sinh ra một cách đặc biệt. Ngài sinh ra bởi một nữ đồng trinh tên là Mary, bởi năng quyền của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, Ngài là Đức Chúa Trời từ trên trời, và Ngài đã giáng sinh là người. Chính vì thế, kỷ niệm sự ra đời của Ngài chúng ta gọi là lễ Giáng sinh. Về một phương diện, quý ông bà anh chị em và tôi đều biết ông trời, và người Việt Nam chúng ta cũng biết về ông trời, về Đức Chúa Trời đấng tạo hóa của muôn loài. Chính vì thế, người Việt chúng ta có câu trời cao có mắt. Hay khi đối diện với một cái sự việc nào đó, chúng ta thấy một người nào đó gian ác và chúng ta mong muốn có một sự công bình, thì chúng ta nói rằng người đó sẽ bị gì ạ? Báo trả. Ai báo ạ? Trời báo. Người nào ác quá, chúng ta nói rằng người đó sẽ bị, người kêu rằng trời tru đất diệt hả? Nó ghê quá. Thưa quý bạn chị em, trong niềm tin dân gian của Việt Nam chúng ta cũng từng thờ ông trời. Trước kia người Việt Nam chúng ta có đàn tế Nam Giao, tức là dân tế lễ tại ông trời. Trước kia được tổ chức tại Thanh Hóa và sau này chuyển về Huế.
đàn tế Nam Giao, tức là nơi mà người Việt Nam chúng ta có niềm tin dân gian, dâng cái lễ lên cho ông trời. Và trong lòng của mỗi người chúng ta ý thức rằng có một đấng tạo hóa, một ông trời nào đó đang cai quản muôn loài vạn vật. Nhưng biết đó chưa đủ. Một điều mà buổi tối hôm nay chúng ta cần phải biết nữa, đó là cái Đức Chúa Trời ở trên đời đó đã Giáng sinh làm người. Ngày Giáng sinh tại Bethlehem xứ Giu-đê của đất nước Do Thái cách đây hơn 2.000 năm. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là lý do mà mỗi năm chúng ta có ngày lễ để kỷ niệm sự ra đời của Ngài, và chúng ta gọi đó là ngày lễ Giáng sinh. Điều thứ hai chúng ta cần học biết với nhau, đó là cái ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Hay nói cách khác, tại sao Đức Chúa Trời ở trên trời Ngài xuống đây làm gì? Để rồi chúng ta có lễ Giáng sinh. Thưa quý ông bà anh chị em, ý nghĩa của lễ Giáng sinh đó là con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã xuống trong thế gian này, sinh ra để rồi chết. Ngay đến nay có lẽ một số quý vị thấy kỳ quá, sinh ra để sống chứ, chứ tại sao sinh ra để chết? Ai trong chúng ta sinh ra đều để sống, nhưng Đức Chúa Giêsu mục đích Ngài được sinh ra làm người là để chết. Tại sao như thế? Ngài chết ở trên thập tự giá, hình ảnh mà có lẽ rất quen thuộc với nhiều người trong chúng ta. Thập tự giá là nơi Chúa Giêsu đã chết. Một Đức Chúa Trời không thể chết, nhưng Ngài Giáng sinh làm người để có thể chịu chết trên thập tự giá vì quý ông bà chị em và tôi. Hay là Ngài bị chết, Ngài chấp nhận chết để tạo một cái gương tốt hào cho người ta noi theo. Chúa Giêsu không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, nhưng Ngài có một chủ đích, đó là Ngài đến trong thế gian này để chết. Tại sao? Bởi vì nếu Chúa không chết thì quý ông bà anh chị em và tôi không thể sống. Chính vì thế cái ý nghĩa thứ hai của sự Giáng sinh của Chúa Giêsu đó là Chúa chết để con người được sống. Đến đây có lẽ một số quý vị thắc mắc, Chúa có chết hay không, Chúa có Giáng sinh hay không, thì nhân loại trải qua lịch sử của loài người vẫn sống đấy thôi. Thưa quý vị, về một phương diện nào đó, con người chúng ta đang sống, nhưng mà chúng ta cũng đang chết. Đang chết ở trong góc độ nào? Lời Chúa cho chúng ta biết, vì mọi người đều đã phạm tội. Ai trong chúng ta cũng phạm tội, tổ phụ chúng ta phạm tội, và con người chúng ta từng cá nhân phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết, hậu quả của tội lỗi là sự chết. Không chỉ chết về phương diện thuộc thể này, nhưng cái mối liên hệ giữa chúng ta với đấng tạo hóa của mình đã bị ngăn cách. Chúng ta không được phép đến với Đức Chúa Trời và sống trong mối liên hệ ngọt ngào với Ngài nữa. Và đằng sau sự chết tục thể này không phải là thiên đàng dành cho chúng ta, nơi tốt lành nào đó dành cho chúng ta, nhưng địa ngục dành cho những người tội lỗi. Nhưng cảm ơn Chúa, bởi vì lời Chúa trong Roma đoạn 5 câu thứ 8 cho chúng ta biết rằng, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Đấng Christ tức là Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã giáng sinh làm người để chết thế cho quý ông bà anh chị em và tôi. Chúng ta ăn cơm trời, uống nước trời, nhưng không tôn thờ Đức Chúa Trời, đó là cái tội lỗi lớn nhất. Nếu một người con được cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, chăm sóc khi ốm đau bệnh tật, yêu thương, nhưng mà người con đó không tôn kính cha mẹ mình, bất hiếu với cha mẹ mình, thì quý ông bà anh chị em và tôi nghĩ làm sao ạ? Người đó đáng trách không? Đáng trách chứ. Nhưng nếu chúng ta ăn cơm trời, uống nước trời, chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang tế trị, tạo dựng đến con người, chúng ta tạo lên những cái vật khác, những đối tượng khác chúng ta làm nên, rồi chúng ta thờ nó. Giống như việc chúng ta ăn cơm của bố mẹ mình, lấy tiền của bố mẹ mình đi học, sao mà chúng ta quay qua chúng ta cảm ơn cái tivi. Hợp lý không? Thưa quý ông bà anh chị em, vì tội lỗi con người chúng ta phải chết.
Nhưng vì Đức Chúa Trời yêu, Ngài không muốn cho quý ông bạn, chị em và tôi, ai trong chúng ta chết mất. Chính vì thế, Ngài đến trong thế gian để tìm và cứu chúng ta, và chết thế cho chúng ta trên thập tự giá. Và Ngài cũng không chết luôn. Nhưng cảm ơn Chúa, bởi vì Ngài đã sống lại để đảm bảo rằng ai trong chúng ta cũng sẽ được sống lại với Ngài khi Chúa Giêsu chúng ta quay trở lại thế giới này trong lần thứ hai. Tại sao Chúa Giêsu phải làm thế quý ông bạn chị em? Ngài đến không phải để sống vui vẻ, sống trong giàu sang, nhưng Ngài đến để chịu chết và sinh ra trong cảnh cơ hà. Có một câu chuyện kể rằng, một ngày nọ có một người đánh xe ngựa ở trên đường. Thế rồi, mọi người thấy con ngựa này kỳ cục lắm. Nó chạy lung tung ở trên đường, nhưng trên xe ngựa đó có một người đàn ông. Mọi người đều khuyên rằng, ông ơi nhảy ra khỏi xe ngựa đi, đừng có ở trên cái xe ngựa đó. Giữ cái mạng sống của mình thì quan trọng hơn chứ. Nhưng mà người đàn ông này luôn luôn nắm kỹ cái xe ngựa và cố gắng để chế phục con ngựa bất kham này. Và trên đoạn đường đó, người đàn ông này chịu rất nhiều vết thương ở trong cơ thể. Và cuối cùng, con ngựa dừng lại. Người ta đến với ông và oán trách. Nói ông dại quá. Bỏ con ngựa đi chứ tiếc gì mà ngồi trên cái xe ngựa như thế. Nhưng khi ông dừng lại, thì đằng sau cái xe ngựa đó, một cậu bé mở ra cánh cửa và nói rằng, cha ơi. Người ta nhận ra rằng người đang kiềm chế con ngựa bởi vì đằng sau đó là người con ông yêu. Có lẽ quý vị hỏi tôi rằng, Chúa ở trên thiên đàng với Chúa xuống thế giới này, cái nào sướng hơn ạ? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nói rằng, Chúa ở thiên đàng sướng hơn chứ. Xuống thế giới đau khổ này mà. Thậm chí Ngài chết trên thập tự giá. Những lý do cho tất cả những hành động đó, bởi vì Ngài yêu tôi, và Ngài yêu tất cả quý em và anh chị em. Ngài không muốn cho chúng ta chết mất đời đời nơi hỏa ngục, nhưng Ngài muốn cho chúng ta được sống và sống vui vẻ. Và Ngài là giải pháp duy nhất để có thể con người chúng ta được tha tội và được đến với Đức Chúa Trời. Điều cuối cùng, đó là cái mối liên quan giữa chúng ta với cái lễ Giáng sinh. Chúng ta đã biết rằng cái lý do có lễ Giáng sinh, chúng ta cũng biết cái ý nghĩa của lễ Giáng sinh rồi. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng, tôi biết đó, những cái liên quan gì tôi? Chúa Giáng sinh cách đây 2023 năm, còn tôi sống ở thời đại này mà, tôi trong những ngày qua không có Chúa tôi vẫn sống bình thường. Tôi không có vấn đề gì hết. Nên tôi chả thấy có liên quan gì. Thưa quý ông bà anh chị em và tôi, thưa quý ông bà anh chị em, dù muốn hay không, dù nhận biết hay không nhận biết, dù thừa nhận hay không, thì sự Giáng sinh của Chúa Giêsu cách đây hơn 2000 năm có liên quan trực tiếp đến chính đời sống tôi và quý ông bà anh chị em. Bởi vì Ngài đến để tìm và cứu kẻ có tội, và không ai trong chúng ta không có tội hết. Ngài đến đây không phải vì một người nào đó, nhưng vì chính mình tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta có thể biết nhiều điều, nhưng chúng ta hãy nhớ một điều rằng chúng ta có liên quan đến sự Giáng sinh của Chúa. Chúa Giêsu Giáng sinh và dòng lịch sử của nhân loại được chia làm đôi. Cột mốc Chúa Giêsu Giáng sinh được lấy để chia dòng lịch sử nhân loại trước khi Chúa Giáng sinh, mà người Việt Nam chúng ta hay gọi là trước Công nguyên, và sau khi Chúa Giáng sinh hay còn gọi là sau Công nguyên. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong năm 2023, tức là 2023 năm sau khi Chúa Giêsu đã Giáng sinh. Ở trên chứng minh thư của quý vị, trên lịch làm việc của quý vị, luôn luôn thể hiện một yếu tố, đó là quý vị trong từng giây phút cuộc đời của mình có liên hệ đến sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta biết nhiều thứ, nhưng cái điều quan trọng, đó là những điều liên quan trực tiếp đến đời sống mình, chúng ta phải biết. Có một câu chuyện kể rằng một ngày nọ, ông Sherlock Holmes, một nhà thám hiểm, ông đi cùng các học trò của mình đi đến một vùng đất mới. Và buổi tối rồi thì ông cùng các học trò mình cắm trại và ngủ trong một cái lều. Đang ngủ như vậy thì Sherlock Holmes thức dậy và kêu các học trò của mình rằng, các con ơi, thức dậy thôi. Và ông Sherlock Holmes hỏi các học trò của mình, các con thấy gì? Các học trò nói rằng, con thấy mặt trăng đẹp.
Con thấy ở trên kia có rất nhiều ngôi sao. Ngôi sao này đang di chuyển đến chỗ kia. Ồ, có người nói là ồ, ở đằng xa kia có mấy đám mây. À, sao tôi không? Ờ, à, đúng rồi. Con có thấy gì nữa không? Các học trò kể hết đủ mọi thứ rồi. À, nhưng sao tôi không nói rằng cái điều rất quan trọng, rất là gần mà tụi con không thấy, đó là cái lều mất rồi. Bởi vì nếu còn cái lều, chúng ta ngửa ra, chúng ta thấy cái bầu trời không? Không, ngủ trong cái lều. Nhưng mà mở mắt ra nhìn thấy bầu trời, có nghĩa là cái lều che đó bị thổ dân ở đó họ lấy trộm rồi. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta có thể thấy rất nhiều điều ở đằng xa, biết nhiều thứ, điều đó có thể tốt. Những cái điều liên quan trực tiếp đến đời sống, tính mạng của chúng ta, cuộc sống đời đời của chúng ta, đó là sự Giáng sinh của Chúa Giêsu, và chính Ngài đã đến để tìm và cứu quý ông bạn chị em và tôi. Biết nhiều thứ không thể biết hết được, nhưng mong ước rằng buổi tối hôm nay quý vị biết rằng Chúa Giêsu Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm, đó là vì yêu quý vị và tôi, Ngài đến để chết thế cho chúng ta. Giăng đoạn 3 câu thứ 16, lời Chúa phán rằng, đoạn 3 câu thứ 36, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai chẳng tiệu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Nguyện mong rằng buổi tối hôm nay tất cả quý ông bạn chị em và tôi biết đầy đủ về lễ Giáng sinh, lý do có lễ Giáng sinh, ý nghĩa của lễ Giáng sinh và sự tương quan giữa cuộc đời mình với lễ Giáng sinh, và quý vị có một quyết định thay đổi cuộc đời của mình bằng cách mời Chúa Giêsu ngự vào lòng của mình. Chúa Giêsu đến không phải để chia dòng lịch sử nhân loại thành trước công nguyên và sau công nguyên, nhưng Ngài đến và Ngài muốn chia đổi dòng đời của quý vị và tôi, để rồi buổi tối hôm nay dòng đời của chúng ta được chia thành hai: trước khi tin nhận Chúa Giêsu và sau khi tin nhận Chúa Giêsu. Trước đó thuộc về sự tối tăm, bây giờ trở nên con của Đức Chúa Trời. Trước đó sống vô vọng, nhưng bây giờ cuộc đời chúng ta bước vào một niềm hy vọng sống động, đó là tương lai đời đời chúng ta được Chúa đảm bảo nơi thiên đàng vinh hiển, và tội lỗi chúng ta được tha. Nguyện xin Chúa ban ơn trên hết thảy quý ông bà anh chị em và tôi buổi tối hôm nay, muôn thật hết lòng. Biết Chúa tôi hạ sinh, mang trên đê hèn, vì tình yêu Chúa vui làm người. Đến cho tôi, đến cho anh niềm tin. Trong đêm yêu thương buồn vàn, thiên binh hát ca mừng chúc cứu Chúa này hạ sinh. Chúa đem vui mừng Ngài xua tan những ưu phiền, để cuộc sống quanh đây an bình. Và Chúa Giêsu Giáng sinh đem đến hy vọng tình yêu vĩnh sinh cho những cuộc đời mãi trong tuyệt vọng, được tìm thấy hoa vui trong Ngài. Chúa nhân từ xót thương bao kẻ ô tôi còn đang vấn vương, xin hãy trở về, hãy mau trở về, tìm về với Giêsu tình yêu được bình an.
vui mừng trong đêm Giáng sinh. Nào có mấy ai nhận tin, chính Vua Giê-xu Ngài hạ sinh bởi yêu con người. Ngài đến cho tôi, đến cho anh tình yêu. Mang bao đau thương cam chịu nơi cô cô ta, dòng huyết Chúa đổ ra vì ta. Gánh thay muôn tội, Ngài xịt bao vết thương lòng để cuộc sống quanh đây Giê-xu Giáng sinh đem đến hy vọng tình yêu vĩnh sinh cho những cuộc đời mãi trong tuyệt vọng được tìm thấy thoáng vui trong Ngài. Chúa nhân từ xót thương bao kéo tôi còn đang vấn vương, xin hãy trở về, hãy mau trở về tìm về với Giê-xu tình yêu. Và Chúa nhân từ Giáng sinh đem đến hy vọng tình yêu vĩnh sinh cho những cuộc đời mãi trong tuyệt vọng được tìm thấy thoát vui trong Ngài. Chúa nhân từ xót thương bao kẻ ô tôi ngày đêm vẫn vương, xin hãy trở về, hãy mau trở về tìm về với Giê-xu tình yêu. Được bình an. Kính thưa quý vị, buổi tối hôm nay chúng ta vừa suy nghĩ với nhau về Giáng sinh, một đề tài quen thuộc, biết về lễ Giáng sinh. Chúng ta đã nghe về lý do có lễ Giáng sinh, ý nghĩa của lễ Giáng sinh và sự liên quan của con người chúng ta với Chúa Giáng sinh là như thế nào. Bây giờ tôi có một câu hỏi muốn hỏi quý vị. Ở đây ai đã làm căn cước công dân rồi? Có ai chưa làm không? Các cháu chưa được 15 tuổi là chưa làm phải không? Tất cả chúng ta đều làm căn cước công dân. Thưa các anh chị em, dù chúng ta có tin Chúa Giê-xu hay không tin Chúa Giê-xu, thì lấy căn cước ra chúng ta cũng biết rằng mình có liên hệ với Chúa Giê-xu. Căn cước của tôi làm năm 2022, có người làm 2021, có người mới làm 2023. Chúa Giê-xu đã Giáng sinh, bắt đầu người ta tính năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mãi cho đến hôm nay là 2023 năm rồi. Dù không tin Chúa Giê-xu, chúng ta cũng có mối liên hệ mật thiết. Tại sao người ta lại lấy năm Chúa Giê-xu Giáng sinh làm cái mốc của thời gian? Trước và sau công nguyên. Công nguyên là gì? Công nguyên là kỷ nguyên mà cả thế giới đều công nhận. Dù tin Chúa hay không tin Chúa, chúng ta cũng có liên hệ mật thiết với Ngài. Chúa Giê-xu đã Giáng sinh, đã lớn lên năm 20-30 tuổi, rồi Ngài đi đây đó trên khắp nước Do Thái để giảng tin lành, giảng đạo trời. Năm 30 tuổi, Ngài thi hành chức vụ, Chúa làm nhiều phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, kêu kẻ chết sống lại. Và cuối cùng vì cớ tội lỗi của tất cả quý vị và tôi, Chúa Giê-xu đã bằng lòng chịu chết trên thập tự giá. Ngài chịu chôn. Đến ngày thứ ba, Chúa Giê-xu đã sống lại và ở với các học trò của Ngài 40 ngày. Sau đó Chúa Giê-xu về trời. Đó là nơi mà từ đó Ngài đã ra đi. Tại sao Chúa Giê-xu về trời? Bởi vì Ngài vốn ở trên trời. Ngài đến để thực hiện kế hoạch cứu rỗi và Ngài chết thế cho quý vị.
đến để đem bình an, đem phước hạnh cho chúng ta. Và Chúa Giêsu đã đến tạo lập vương quốc của Ngài, và chúng ta được ở trong Ngài khi chúng ta chấp nhận sự giáng sinh, sự chết chuộc tội của Ngài cho chúng ta. Người ta nói ông Napoleon là đại tướng của Pháp, sau này trở thành hoàng đế của Pháp. Ông đã đánh thắng và đã tạo lập vương quốc ở Pháp. Và có lần ông nói như vậy, đây là một vĩ nhân, ông nói rằng: "Tôi, César, Charlemagne, Alexander Đại Đế và những vị quốc vương khác đã tạo lập vương quốc của mình, nhưng bằng cái gì? Bằng bạo lực. Còn Chúa Giêsu đã tạo lập vương quốc của Ngài bằng tình yêu. Vì vậy, hiện nay có hàng triệu triệu người bằng lòng chết vì Ngài. Thật, các vị quốc vương ở trên trần gian này, họ đã tạo lập vương quốc của mình bằng bạo lực, dùng súng ống, dùng vũ khí. Còn Chúa Giêsu đã tạo lập vương quốc của Ngài bằng tình yêu. Tình yêu đó là gì? Tình yêu đó là Ngài đến để chịu chết. Như chúng ta vừa nghe Thầy truyền đạo vừa giảng trong giờ vừa rồi, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế Giêsu vì chúng ta chịu chết. Chúa Giêsu đã vì chúng ta, tức là trong đó có tôi và quý vị, Ngài đã chịu chết trên thập tự giá để chúng ta được cứu. Chúng ta sống, sinh ra để sống, còn Chúa Giêsu sinh ra để chết. Ngài chết để cho chúng ta được sống. Đáng lẽ chúng ta bị hình phạt, nhưng Chúa Giêsu lại chịu hình phạt thế cho. Có một câu chuyện diễn ra rất là cảm động, tôi kể cho quý vị nghe. Một ngày kia có một vị quan, quan lớn, ông ta tổ chức tiệc để khoản đãi rất nhiều người. Khi ông tổ chức tiệc khoản đãi nhiều người, nhiều khách mời đã đến, đã vào trong phòng tiệc. Và khi vào trong phòng tiệc rồi, thì chuẩn bị để khai tiệc. Quý vị biết, khi mà chuẩn bị khai tiệc, thì có một người bạn già của ông ta đi từ xa đến, ngồi trên xe hơi, và vừa ra khỏi xe hơi, đi từ từ bước vào phòng tiệc. Ông bị trợt té, ngã vào cái lũng nước. Áo quần của ông lấm lem hết. Ông buồn quá, ông đi về. Ông muốn đi về bởi vì đồ đạc ướt lắm hết rồi, làm sao đi vào ngồi dự tiệc với ai được. Mọi người khuyên lơn ông, gia nhân ở trong gia đình cũng khuyên ông, hãy đi vào, hãy đi vào, ông quan lớn mời ông vào, đừng có đi về. Mọi người đều khuyên một cách hết lòng, hết sức, nhưng mà ông vẫn quyết định đi về. Điều gì xảy ra? Khi mà nghe ông này quyết định đi về, thì vị quan lớn ở trong nhà chạy ra, và ông đến gặp cái người bạn già của mình bị té xuống đó. Ông chào hỏi xong, rồi ông cũng giả vờ ông té xuống cái lũng nước đó, ướt mềm luôn. Và ông ướt, ông bạn của mình cũng ướt. Ông nói: "Tôi ướt, anh ướt, anh ướt, tôi cũng ướt. Chúng ta lấm lem hết. Thôi." Ông kẹp tay ông bạn mình, chúng ta cùng đi vào phòng tiệc. Và bây giờ thì người bạn của ông sẵn sàng đi với ông, bước vào phòng tiệc, chứ không có ngại ngùng gì cả. Thưa các anh chị em, qua câu chuyện này tôi muốn thưa anh chị em một cái lẽ thật rằng Chúa Giêsu không có tội, nhưng Ngài đến trần gian này để trở nên một người như có tội mà chịu chết thế cho chúng ta. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không có tội, nhưng Ngài trở nên như người có tội vì chúng ta, và Ngài cũng lấm lem, cũng ướt như chúng ta. Thật ra Chúa không ướt, không lấm lem, bởi vì Ngài là đấng vô tội, Ngài là đấng tuyệt đối tốt đẹp. Nhưng vì chúng ta, Ngài đã từ trời đến để thực hiện chương trình cứu rỗi, và Ngài trở nên như con người có tội để chết thế cho chúng ta. Ngài yêu chúng ta vô cùng, Ngài cảm thông với nỗi khổ, với tất cả những đau đớn trong con người, những u uẩn trong tâm hồn con người, và Chúa Giêsu đến để đem niềm vui, đem bình an, đem phước hạnh cho chúng ta. Cho nên tôi nói gút một câu: Chúa Giêsu yêu tôi và Ngài yêu quý vị. Đại văn hào Victor Hugo nói một câu rất hay, ông nói rằng chúng ta hạnh phúc khi chúng ta thật sự được yêu. Thật ra chúng ta được yêu, quý vị được yêu, Chúa Giêsu yêu thương quý vị, yêu thương tôi, cho nên chúng ta là người hạnh phúc.
Và muốn cái hạnh phúc đó được trọn, được đầy đủ, chúng ta chấp nhận hạnh phúc đó bằng niềm tin chính Chúa dành cho chúng ta. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa muốn ban cái niềm vui, ban phước hạnh trong ngày lễ Giáng sinh cho tất cả quý vị. Hãy đến với Ngài bằng niềm tin. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau đứng lên. Anh chị em biết rồi, Chúa Giêsu đã yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đến để đem niềm vui, đem bình an cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta được sống, cho nên chính Ngài đã sống, đã chết để cho chúng ta được sống. Bây giờ anh chị em nào muốn đến với Chúa Giêsu để nhận được sự sống đời đời, nhận được món quà Giáng sinh của Chúa Giêsu dành cho mình, chỉ cần đưa tay lên, chúng tôi sẽ có cách giúp đỡ cho các anh chị em thưa với Chúa vài lời để anh em nhận được món quà Giáng sinh, đó là sự chết, sự sống lại của Chúa dành cho chúng ta nhận được sự cứu rỗi, nhận được phước hạnh từ nơi Ngài. Anh em có thể giản dị bày tỏ với Chúa Giêsu, đưa tay lên khi mà anh em nhận biết rằng Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn chúng ta nhận được món quà Giáng sinh, đó là sự cứu rỗi vì Chúa Giêsu đã trở nên người chịu chết tội lỗi, thế tội lỗi cho chúng ta. Anh chị em có thể đưa tay lên, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho anh chị em đến với Chúa Giêsu, nhận được sự cứu rỗi, nhận được món quà Giáng sinh mà chính Ngài dành cho. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Muốn nhận được món quà Giáng sinh, muốn nhận được sự cứu rỗi Chúa dành cho mình, là anh em có thể đứng đó cũng được, đứng tại chỗ đó cũng được đó. Chỉ cần đưa tay lên, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho anh chị em. Chỉ cần đưa tay lên, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho anh chị em thưa với Chúa vài lời đơn sơ nhưng chân thành, rằng con muốn nhận được sự cứu rỗi, muốn nhận được món quà Giáng sinh. Xin bày tỏ niềm tin với Chúa. Anh chị em có thể chỉ đưa tay lên, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho anh chị em. Cảm ơn Chúa, có một số anh em đã đưa tay lên bày tỏ niềm tin của mình. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cho anh chị em thưa với Chúa vài lời. Anh chị em nhìn cánh tay của tôi đây. Cánh tay này đây vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng cánh tay này nó sủi xuống và những cái động mạch ở trong này nó bị tê liệt rồi. Nó vẫn còn đây, nhưng mà nó chết vì nó mất liên lạc với thế giới xung quanh. Nó đã chết rồi. Chúng ta đang sống ở trên đất này, người ta có thể thấy chúng ta sống, nhưng chúng ta không có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, với ông Trời là đấng mà dựng nên chúng ta. Chúng ta đã chết vì Kinh Thánh chép rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Những người không tin Chúa Giêsu, chúng ta không có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, cho nên Kinh Thánh gọi đó là chết. Ước mong chúng ta nhận được sự sống từ nơi Chúa khi chúng ta có mối liên hệ với chính Đức Chúa Trời đấng đã dựng nên chúng ta. Cảm ơn Chúa, một số anh em đã đưa tay lên. Bây giờ tôi hỏi lần cuối cùng trước khi tôi hướng dẫn anh em thưa với Chúa vài lời đơn sơ để nhận được món quà Giáng sinh là sự cứu rỗi mà Chúa dành cho mình. Tôi hỏi có anh chị em nào nữa muốn nhận được món quà Giáng sinh, được sự cứu rỗi, được làm con của Chúa, cứ giản dị đưa tay lên, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho anh chị em. Cảm ơn Chúa, có một số anh chị em. Bây giờ chúng ta có thể thưa chuyện với Chúa. Đức Chúa Trời ở khắp nơi, Ngài đang nghe chúng ta cầu nguyện. Và anh chị em có thể cầu nguyện ngắn theo tôi. Lần đầu tiên vì có chưa biết cầu nguyện, cho nên tôi cầu nguyện trước một câu ngắn và anh chị em nói theo với tâm lòng tin rằng Chúa đang nghe chúng ta cầu nguyện. Anh chị em có thể bắt đầu, những anh em tín hữu đứng gần cũng có thể cầu nguyện với anh chị em thân hữu khi tôi cầu nguyện ngắn từng câu trước và anh chị em sẽ cầu nguyện theo. Xin chúng ta bắt đầu. Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban Chúa Giêsu đến thế gian này. Chúa đã giáng sinh vì con và chết thế tội cho con. Con tin cậy Ngài. Con xin mời Ngài ngự vào lòng con, hướng dẫn cuộc đời con. Xin tha tội cho con từ trong lời nói, việc làm và tư tưởng, để con được cứu,
được làm con của Ngài. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ tôi xin cầu nguyện cho anh chị em. Kính lạy Chúa là Đấng đã dựng nên chúng con. Khi loài người phạm tội, Ngài đã ban cho chúng con Chúa Giêsu đến thế gian này. Giáng sinh cách đây 2023 năm rồi. Chúa đã lớn lên thi hành chức vụ. Cuối cùng vì cớ tội lỗi chúng con, Chúa Giêsu đã bằng lòng chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để mua chuộc chúng con trở nên con dân của Ngài. Chúng con được tha tội, được làm con của Chúa khi tin nhận Ngài. Cảm ơn Chúa vô cùng. Buổi tối hôm nay, trong thời giờ chúng con ca nhạc thánh và nói về niềm tin, về tình yêu của Chúa dành cho con người. Cảm ơn Chúa có những anh chị em chúng con đã đưa tay lên và bày tỏ rằng anh em con tin nhận Chúa Giêsu Đấng đã chết thế tội cho mình. Con dâng những anh chị em tiếp nhận tình yêu của Chúa, tiếp nhận món quà Giáng sinh. Con dâng anh chị em con trong tay của Chúa, nguyện Ngài nhận lấy, Ngài gìn giữ và gây dựng đức tin anh em con vững vàng cho đến cuối cùng. Xin Chúa ban cho anh em con niềm vui, phước hạnh, sự bình an để anh em con sống một đời sống vui thỏa ở trong Chúa, một cuộc đời đầy ý nghĩa vì cớ Chúa Giêsu đã ngự trị trong lòng, Chúa đã giáng sinh trong lòng của anh chị em con. Cảm ơn Chúa vô cùng. Con dâng anh chị em chúng con trong tay Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin hoan nghênh những anh chị em đã thưa với Chúa. Chúng ta xin kính mời chúng ta cùng an tọa. Những anh chị em trong hội thánh có thể giúp đỡ cho những người mới đến với Chúa để anh em chúng ta được gây dựng trong đức tin. Xin cảm ơn. Nguyện Chúa ban ơn cho anh chị em. Và có những anh chị em đến đây nhưng mà chưa có đưa tay lên, chưa có bày tỏ niềm tin đó, có thể gặp chúng tôi trong thời giờ sau. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Có những câu hỏi, có những thắc mắc, tôi sẽ giúp đỡ cho anh chị em để biết rõ về Chúa Giêsu, được cứu, được làm con của Chúa. Đây là một cơ hội rất phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em muốn thật hết lòng. Tôi rất vui và xin chúc mừng các anh chị đã có một quyết định để đón Chúa Giêsu ngự vào trong lòng của mình. Một mùa Giáng sinh sẽ ý nghĩa và xin chúc cho quý anh chị sẽ được Chúa ở cùng và sẽ trải nghiệm trên hành trình theo Chúa một cách tươi mới, một cách ngọt ngào ở trong tình yêu vô đối của Ngài. Bây giờ thì gia đình trung niên của chúng tôi sẽ gửi tặng đến quý vị khách mời có mặt trong chương trình hôm nay một món quà Giáng sinh. Và tôi có một thông báo nhỏ đến quý anh chị. Gia đình trung niên của chúng tôi có những buổi sinh hoạt hàng tuần vào thứ sáu mỗi tuần là lúc 19 giờ. Rất mong các anh chị đến tham dự cùng với chúng tôi. Chúng tôi rất vui và rất hân hạnh được đón tiếp quý anh chị. Và trong túi quà Giáng sinh của chúng tôi ngày hôm nay gửi đến quý vị có một thiệp mời Giáng sinh và có những chương trình Giáng sinh sắp tới trong mùa Giáng sinh trong tháng 12 này. Xin kính mời quý anh chị sẽ đến gặp gỡ chúng tôi trong những lần sau. Và giờ này xin mời các anh chị, quý vị khách mời, các anh chị khách mời có thể đứng lên để ban tổ chức của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần quà Giáng sinh. Xin mời các anh chị khách mời đứng lên để ban tổ chức có thể dễ dàng nhận ra và gửi đến quý vị phần quà. Trong khi nhận quà thì chúng ta sẽ cùng nhau hát lại bài thánh ca Ô Noel Lại Về. Ô Noel lại về, để nụ cười nở trên môi thật. Tiếng nói không trên hành tinh, hoa rơi ta sương chung câu an bình. Để Giêsu đến cứu anh và tôi, hoa thành ca sương chung câu an bình. Để Giêsu đến cứu tôi với Ngài. Tôi đã lùi đi để hai ánh sáng cho của Giêsu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi quên qua một năm mới vừa thành bình an. Đồ em vui tươi, đồ em vui tươi, qua một năm mới vừa thành bình an. Dạ, thời gian của chúng ta đến đây cũng đã chào tạm biệt với nhau rồi. Xin chúc cho quý vị một đêm thật an lành, trong đó một giấc ngủ ngon, một mùa Giáng sinh thật an lành và vui vẻ đến với cùng hết tất cả các anh chị. Dạ, xin chào tạm biệt.